đám động vật chơi gây nhiều lắm. Còn con người mà chơi gây thì mình bị kỳ thị. Ngạc nhiên chưa? Thật. Đó, có mệt biết đâu quá. Tội nghiệp giật mẹ đây. Trời ơi, má thấy bật ngựa nữa rồi. Bật ngựa thì đặt đầu nó coi như phải là tội án luôn. À, vậy mấy học cơm á? Dẻo dễ sợ hồn, miếng nó mong. Thôi. Dẻo thiệt lên, nó miếng nó mong kìa. Con mèo này nè, dẻo thiệt lên, nó miếng tới tận cái mông được. Trời, mèo nó không dẻo con gì nhỉ? Còn gì nữa không ta? Để nhớ. Tao đang vẽ cái gì đó.